Hello, welcome back to my channel Star Sugar Go. Các bạn cùng mình khám phá tất cả đầu tiên nào. Big guy, see you in here. Stop here. Let's go. Cuts. Ở đây thì mình sẽ lấy tấm gỗ, sau đó đặt mình trên tấm ba này. Anh ta đang ngay gần đây. Thank you.
OK, đã thành công. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tờ kênh thứ hai. Scary Teacher vào đây. Halloween. Và bây giờ thì mình sẽ sang tới kênh thứ ba, Ice Cream Fall. Let's go. Đấy là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Thank you.
Everybody looking? Sẽ quay lại tìm một cây keo màu xanh, có thể đâu đó quanh đây. Đây rồi. Ok.
đẩy đầu ta, và ông ta đã rơi xuống đây rồi. Sau đó thì mình sẽ vào căn phòng kia và cứu thoát ba người này đang bị giam trong lồng sắt. Let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập kênh tiếp theo. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm, Victoriza. Thank you.
Sẽ sang được cái tiếp theo. Stickman, Cybrush. Смартфон. Выручи меня, братан. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, Granny Hall. Let's go. Wow, không nói được vào game chăng? Mình sẽ vào lại xem như thế nào. Sao lại bị lỗi vậy nhỉ? Lỗi game rồi. Hiện tại thì đang bị lỗi game. Hoặc đang chờ bản update. Ok.
tức là không thể đăng nhập được. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, Grandi Chapter 2. Đây. Đây là một khẩu súng điện. Và khi các bạn bắn vào ông bà cái đàn đi, thì ông bà này sẽ bị ngất trong vòng 2 phút cho đến 2 phút rưỡi. You are.
Sunt la să vă zic eu. Să vă zic, da. Oh my gosh, wow, ông ta ngay trong phòng này, đi luôn. Ok, và mình sẽ phát dừng clip tại đây, hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.